Đó, đây là nó có đánh chìa nè, cái máy đánh chìa nè, hiệu Leszczynski này. Máy copy chìa đó, copy từ luôn. Đánh một cái chìa mà đánh cái chìa thứ hai á là 6 đô một cái. Repeat chop á là thu một 6 rồi một cái copy á. Còn cái máy này cũng vậy, cái máy này là đánh chìa này. Đó. Những chìa có mã số là này, nó có đánh luôn. Ở đây có copy chìa. Đó, cái máy á, máy máy đánh đánh chìa. Copy mình đưa cái chìa vô trong đó, nó copy ra ngoài đây. Đó. Nó cắt luôn cho mình. Ví dụ cái chìa mà mình làm thêm cái chìa thứ hai á thì nó sẽ tính mình thêm tiền ít đi hơn, copy hai cái ba cái sẽ ít tiền hơn.